Rồi, alo, bây giờ quý vị ơi, bây giờ hiện tại bây giờ là tủ này là tủ LG Inverter sử dụng loại ga 600. Thì cái model của nó nè. Model của nó là L315BS. Thì ở đây anh em có kiểm tra ga là sạc thì bổ sung thêm. Với thứ hai cái trường hợp chính của nó, nguyên nhân chính của nó là cái linh kiện của nó nha quý vị. Thì ở đây cái linh kiện này anh Nhật đang xử lý cái tủ nó đây. Để các bạn lưu ý nha, linh kiện nó nằm như thế này nè, đây là cái độ zin của thằng LG. Nó có mã số luôn. Nhưng mà linh kiện này nó đã có dấu hiệu là trục trặc, nó chập chờn lúc được lúc không, và cái lốc hiện tại của nó lại chạy nó không tăng tốc. Thì đây anh Nhật có tiến hành là thay cái linh kiện là đúng của Nhật, đồ của Nhật nha. Thì đồ của Nhật cái đồ Trung Quốc thì nó khác nha hoàn toàn nha quý vị. Xài được nhưng mà chất lượng độ bền đó, với lại đúng cái tiêu chuẩn mà xả đá đúng thời gian hay không là còn tùy thuộc nè. Đây đầu dò của Nhật, và ở đây là linh kiện anh thay cho cái con đầu dò lạnh ha. À, cảm biến nhiệt lạnh, còn bên đây là con sò nóng. Rồi bắt đầu anh Nhật thay vô. Thay anh Nhật. Hiện tại đây mình xử lý cái tủ lạnh LG 360 lít. Đó là vị trí nào của nó nha quý vị. Đây anh Nhật đang tiến hành làm. Thì cái này là bên mình là bảo hành là 1 tháng, nhưng mà thật sự xài chắc tới 1 năm 2 năm chưa nhúc nhích nữa. Tại vì thay đồ của Nhật thì nó rất là bền. Đó, quất vô rồi các bạn coi cái vị trí mà anh Nhật đặt cái con cảm biến đó là con sò nóng nha. Đó đây vô Nhật đây. Rồi còn con sò lạnh thì anh nhét bên kia cũng được, anh đai luôn cũng được. Rồi xong. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau nó tăng tốc là coi như mình lụm lúa rồi đó. Nửa tiếng. Trời, cái này em để 1 phút 30 giây à. 1 phút 30 giây là xong rồi đó. Trong này là chế tủ. Bây giờ đây chỉ đường trưởng. Bây giờ cái tủ người ta là một ngăn đông. Bây giờ anh không thích, anh chế là ngăn đông trên, ngăn đông dưới luôn. Bây giờ ông đổ tủ lạnh lại, ông này ông giữ rồi. Ông đổ. Nó giữ. Cắt sát qua tới đây. Ờ ông đổ. Ông cắt sát qua đừng mà chút là che 2 3 mặt này thôi, để cho nó cái ngăn này là cái ngăn gió dưới nó lên lại. Lấy. Thôi xuống luôn. Ông chế bây giờ là cái tủ lạnh này chỉ có một cây quạt thôi. Và người ta thiết kế của nhà sản xuất là một ngăn trên là đông, ngăn dưới là mát. Bây giờ là anh em ở bên công ty Châu Phú là chế lại thành là hai ngăn đều đông luôn. Thôi ghê chưa, quý vị thấy ghê không? Vậy là anh Kiệt phó trưởng kỹ thuật ở ngăn dung luôn kìa, nhìn lên ở đây. Giờ đây trưởng kỹ thuật bên này đi. Là bây giờ chút xíu mình sẽ để lại cái số điện thoại ở trên cái video. Quý anh em nào có nhu cầu muốn hợp tác về làm kho lạnh, hay là kho lạnh mini, hay là cái kho lạnh lớn luôn, thì liên hệ số điện thoại của anh Phong là anh quản lý anh em kỹ thuật ở đây, trao đổi trực tiếp với anh, báo giá kể cả sắp xếp nhân sự đi làm luôn nha quý vị. Chú xếp để bây giờ anh Nhật đang tiến hành làm đây. À, gắn vô. Nãy quạt quay tốt anh Nhật. Rồi vậy thôi, cho nó chạy một ngày đi. Anh không có nhiệt kế không? Trời ơi, công ty lớn không có nhiệt kế. Nãy biết đem mẹ nó qua đâu cho rồi. Nhiệt kế bỏ vô sáng ngày mai mà âm 25 độ là đưa hàng. Em là chơi nhiệt kế. Với lại cái ga 600 này cẩn thận nha quý vị. Sạc vô bấm móng này kia đó. Nãy gắn xúc bắp không anh Nhật? À. Sạc gì? Đó sạc hai đầu chứ vậy? Hút hai đầu. Hút chân không hả? Đầu kia đó mình căng. Để ra đầu giải quyết đây, để mai em gọi em ghé thăm anh Phong, mình giải quyết cho ông cho. Em xử lý cái tủ này cho anh chưa? Trời ơi, tài tủ lạnh ta đây. Không đưa, mà đưa cái ông chiên kho lạnh là quá chính mẹ đây, đéo đúng bài. Lạnh quá luôn á. Người ta là kho lạnh, không cho làm kho lạnh, bắt làm tủ lạnh. Rồi cái thằng làm tủ lạnh này ngồi ở đây chơi. Chán quá, nó chán anh quá anh Phong ơi. Mỗi cái lạnh mấy cửa ngang đi, chụp Zalo gửi đây em cái gì tư vấn cho mấy anh em làm lạnh giá, rồi đem về đây đi. 2 tháng thôi, 2 đến 3 tháng mấy anh em đây làm mấy cái cửa ngang là bao anh luôn á. Một người làm cái tủ rồi, một người làm cái cửa rồi nè. Vô gài hết chưa phán bậy đâu á, gài đàng hoàng lên đi anh, cứ gài đàng hoàng lên đi anh. Không có, anh cứ gài đàng hoàng hết vô cái nắp kia đâu. Có nắp ngoài anh cứ chỉnh về cái, anh chỉnh là cho cái ngăn này là nhiệt độ thấp nhất luồn xuống dưới, chỉ người ta xài là ở dưới á. Rồi xong cho nó giọt đi, nửa tiếng đồng hồ sau là nó tăng tốc là mình lụm lúa thôi. À, đây là cái này là dựa trên kinh nghiệm nha quý vị. Thấy cái tủ LG này thường thường nó có những bệnh đặc trưng thôi. Bệnh đầu tiên của nó là thường thường hay xì cái vàng nóng, vàng sưởi, vàng giải nhiệt của nó thôi. Chứ là các bạn xem ở chỗ này nè, nó có dầu mỡ gì không? Nhưng mà cái tủ này thì không có ha. Nó có được một lớp bảo vệ bên nhựa bên ngoài nè. Lốc này ga 600. Nha.
Còn cái bệnh nguyên nhân chính của cái tủ này là cái thằng rờ le lâu ngày nó chạy để chập chờn. Đồ là đồ của Hàn Quốc. Rồi xong. Gió. Lúc đầu nó lên ampe cái khịch chút xíu từ từ mới chạy. Kẹt mày đâm bánh xe ra sao lủng mẹ rồi kìa. Đề nghị công ty Châu Phú sắm cái nhiệt kế 25.000 cái nha. Người ta bỏ vô. Trời ơi, tập đoàn gì mà kỳ vậy. Trời ơi, nhiệt độ cảm giác. Mắt thấy rồi tai nghe. Cái tập đoàn không có nhiệt kế. Kỳ vậy ta. Mắt thấy và tai sờ hả? Ừ. Đại đá rồi. Bó tay không? Xong chưa? Rồi. Giọt nha, đẩy tủ sắt vô đi, giờ giọt rồi đó. Quất. Ampe đâu anh Phong? Nhật. Ampe đâu? Rồi thấy đi. Vô chưa này hả? Cặp nào? Cặp luôn. Không một cái được rồi. Một cặp không nói một cặp lại nói hai dây vô lỗ mà. À vậy đó hả? Sao không hiện? Rồi coi ampe đó nha. Rồi 0.3. Anh R rồi, 0.3 là quạt á, rồi nó ngưng chút xíu khoảng chừng 5 phút sau lận. 5 phút sau nó rung. Ga anh canh làm sao? Ga hả? Ừ. Ga nạp bình cân theo lượng. Không có đâu. Cái này không 0.5 PSI là đủ rồi nha. Anh nạp lên 1 chấm lại chạy bứt lóc á. Ừ. Anh lên tới 10 PSI coi chừng bứt lóc á, con này xài ít ga lắm. Chạy âm mà, nó tiếp tốc âm mà. Đúng rồi, nhưng mà nạp mà đủ nó khoảng chừng đâu 0.5. Ý, 5 PSI à, 5 PSI. Không, âm không á. Âm độ hả? Âm không đúng. Áp suất thấp là âm luôn. Âm kim luôn chứ không có lên. Ga 600 này là cho nó khoảng chừng 5 PSI là đủ. Anh canh là nó cái phim nó ấm là được. Để em coi chút xíu coi làm sao. Không, âm luôn á. Âm luôn là chưa đủ đâu, chưa đủ đô. Phim nóng lắm. Tại vì nếu mà anh sạc quá cỡ là nó sẽ bị quá cỡ là nó sẽ bị ấy. Có chưa vô điện. Chưa, nó có điện rồi. Chưa có điện hả? Có thôi vậy. Không có điện rồi. Nè đây có điện mà. Nè, hồi nãy nó nhảy lên, không có chờ chứ anh, nó trễ mà, mạch trễ. Chưa nhảy không? Mạch trễ. Cái loại inverter cái nào vậy trơn á. Cho nó ăn đòn không? Nè tăng rồi nè. Rồi chạy rồi đó. Chạy quạt rồi đó, chút xíu từ nó tăng lên. Rồi. Đây, cho lên nó lên 0.6 rồi từ nó lên khoảng chừng đâu 0.9 là hết cỡ rồi. Bắt đầu từ từ nó mới đạt. Giữ con viên nó lại đi anh nhìn. Rồi. Con cặp lên đó. Đây. Nói chung là thay rồi và anh em cũng canh ga lại rồi nha quý vị. Để coi như thế nào tình hình nó tăng tốc mà tăng tốc rồi nó chạy liên tục trong vòng nửa tiếng là ok á. Không cho mình chế. Cái này đâu dữ quá rồi. Tủ lạnh nhà sản xuất bình Nhật Bổn á nó làm có ngăn đông à. Công ty Châu Phú ở chơi 2.000 đồng luôn. Quá dữ. Anh là quá dữ rồi. Nè chạy nè anh Nhật. 0.1. Từ từ. Cái này là nửa tiếng đồng hồ nó mới tăng lên. Đang chạy từ từ á. Đem coi ga của bên anh ra. Quạt cái xíu này, chị cái quạt luôn ra. Đây, coi phim nóng không? Phim chưa đủ đô. Ủa anh Nhật, nãy hút chứ không có cho dầu ngạt vô không? Trời ơi, lũng má chết mẹ, không được. Không, anh nói cho dầu ngạt vô đó được, nó chạy khoảng chừng 3 tiếng là ngạt à. Ừ. Đâu không á, nó cái này mà hút không kỹ là nó còn hơn cái hút hai đầu mà hút trên kia chứ hút bán luôn. Hút 45 phút không? Hút rồi, cái đó hút hai đầu kỹ lắm chứ anh hút một đầu ở đâu qua nào. Có cho chạy kích lên nó cho chạy được hết à. Nó làm hoài. Nó có mồi hút là chết rồi. Ủa mẹ nó hút hút thuốc lào. Nó có mồi hút là xong á. Có mồi hút nó nhà đó. Nhà nó nè. Rồi thiếu ga nè sếp ơi, thêm đi. Cái đầu đẩy nó nguồn ngắt à. Để em coi. Nóng. Chạy lâu đó nó mới lên được. Chưa 0.3 nữa. Nó cái vỏ sao mà chưa nó đầu con nó mới chạy vòng vòng. Để em coi, để em coi. Hồi nãy phim nóng dữ không? Cái này nếu mà anh chạy 0.3 là điện 0.3 là phim nóng rồi. Cho chạy từ đây tới chiều mà có dấu hiệu mà nó nghẹt á là xả hết đi hút chừng không làm lại. Nhưng mà phải xài dầu nghẹt. Ga 600 này nó khó chịu lắm, anh phải xài dầu nghẹt á.
còn ga 144, còn em còn xài vô ngàn. Chạy ngại nè. Không, tủ hôm xanh vô bên sạc á, không biết của ai làm về á. Đây nè, em làm mấy tủ dưới kia. Chạy được ngon lành lắm. Mà qua bữa khi mà chạy đá sao dòng lại nghẹt. Nghẹt trên nhà lạnh á. Nghẹt cáp á, nghẹt gió, nghẹt không khí á. Ở viên thì có mặn không? Đây, bây giờ đang canh. Và lóc đang chạy nè quý vị, chưa tăng tốc. Cái này đợi nó. Được rồi. Em thử sạc vô cái coi. Ờ, không có, để em coi. Đây, không có xài dầu nghẹt, hơi sợ. Thêm miếng ga vô. Giờ canh thêm miếng ga nó coi sao. Cao quá, cái này nữa. Anh Sáu có nè, có kẹp. Cái đầu nó hơi nóng nóng rồi quý vị. Chờ ít nhất khoảng chừng là 15 phút để coi cái đầu đẩy nó nè, nóng dần lên nè. Đầu đẩy nó nóng dần lên nè. Nè, ấm ấm rồi đó. Nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng nữa bắt đầu mọi chuyện mới có thể thay đổi được. Hiện tại bây giờ là nó đang gần 10 bia đi nha. Các bạn ga 600 này hơi nhạy cảm xíu là các bạn không được sạc nhiều nha quý vị. Các bạn sạc nhiều quá nó dễ gây tình trạng là cái lắp bê nó nóng, cái lóc nó nóng quá rồi ngắt lóc luôn á. Đang canh vô từ từ. Đang ấm dần lên nè. Ở đó em làm mấy con tô với bana cái này nè. Mấy con này chỉ có Samsung là khó chịu nhất, tại vì cái con đầu dò Samsung nó kỳ cục lắm. Nó có bô đó 3.8 mà nó kỳ cục lắm, mua mà không đúng hãng là nó sự cố liên tục. Rồi coi như là mọi thứ đó ok. Thì cái này phải ấy bo lại rồi cho chạy thử tăng tốc là coi như mọi thứ xong. Quý vị, cái ga nó sạc rồi nè. Ha. À, đó, đây là loại ga 600, quý vị lưu ý nha. Khi mà đã xong cái này rồi á, nếu mà chúng ta làm ga 600 chúng ta nên lưu ý là gắn cái súp bắp nằm trong đây để khi chúng ta tháo ra nó không xì ga và chúng ta đậy cái nắp chụp lại kỹ chút xíu là mọi thứ sẽ ok. Nha. Coi như là cái video hôm nay là đã hướng dẫn các bạn thay cái linh kiện của cái con LG Inverter sử dụng ga 600. Để cho các bạn coi. Rồi. Chút xíu nữa là đi sửa bo. Chưa có khói luôn. Sửa bo đi. Thấy chưa, đi sửa bo. Không có tăng tốc, nó phải lên 0.6 tới 0.9 mới được. Cái này không có luôn mà. Rồi, sửa bo. Sửa bo về ngày mai sẽ lụm lúa nha quý vị. Rồi, xin được gửi lời chào tất cả mọi người nha. Coi như cái bo này, cái con LG này bắt đầu là làm rồi phải thử xin bo nữa thì nó mới chạy được ok. Đó, cái bình của nó là bình chính, nó là như vậy ha. Thì sẽ quay với các bạn cái chủ đề khác. Hai anh em trong kia nó đang độ chế cái tủ lạnh, đều trưa nay mình sẽ quay thêm. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Để coi lại.